Wow, ở đây có một bánh chocobai các bạn ạ. À, chocobai này không biết là ngon ngon hay không nhá. Bây giờ thì máy xúc sẽ tiến gần và vứt lên xi men này nhá các bạn nhá. Đây bánh chocobai đây. Wow, bánh một cái bánh chocobai là đã kín gần kín một cái thùng rồi. Đây bây giờ là sẽ đổ cái bánh chocobai này xuống xe tải nhá. Wow, được rồi các bạn ơi. Wow, có một chiếc bánh chocobai. Máy xúc đã xúc được và đào được lên nhá. Bây giờ ở trên xe ben nhá. Đây các bạn ơi, bánh chocobai này mình sẽ lấy cái này ra, mình sẽ bóc xem là bên trong này nó có màu gì nhá các bạn nhá. Đây bây giờ mình sẽ bóc ra này. Wow, chocobai có màu đen các bạn ạ. Mình thử ăn một miếng xem là nó có ngon hay không nhá. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ạ. Wow, ngon lắm các bạn ơi. Mình cắn một miếng ăn ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy, may quá đang đói lại có một miếng chocobai. Cảm ơn máy xúc rất nhiều nhá. Cảm ơn máy xúc nhỏ nhá. Máy xúc nhỏ đã cho mình một cái. Các bạn ơi, đấy nhá, bây giờ là máy cẩu nó đi từ ngoài đường lên trên này để vứt đất các bạn nhá. Wow, xe ben to lắm các bạn ơi. Các bạn này, bây giờ là mình sẽ tiến gần đến con xe ben kia nhá. Đây, xe ben kia rất là lớn các bạn ạ. Đây, máy cầu mình rất là nhỏ bé luôn. Wow, đường hơi bị gập gù một chút các bạn ạ. Đây là mình đang ở thị trấn Chư Sê nhá. Máy cầu nhỏ đang ở thị trấn Chư Sê nhá. Wow, bị mắc hoàn rồi các bạn ạ. Mắc hoàn to quá nên là không đi được. Bây giờ quay ngược lại nhá. Quay ngược lại này các bạn ơi. Quay ngược lại bây giờ thì để nhấc cầu xuống xem nào, xem là có lên được hay không. Wow, bành luôn các bạn ạ. Xích quay rồi nhưng mà vẫn chưa đi được. Đây, xích quay vẫn chưa đi được. Thôi bây giờ tiến gần lên ô tô ben nhé các bạn nhé. Wow, cái lốp của ô tô ben còn to hơn cả máy cầu nhỏ các bạn ạ. Chỗ này sang này không đi được, cao lắm. Bây giờ là tiến gần lên máy xúc kia nhá. Wow, cái máy xúc kia nó giống y như là cái máy xúc này luôn. Kia là máy xúc siêu to khổng lồ các bạn ạ. Còn mình thì là máy xúc nhỏ thôi nhá. Bây giờ múc đất này. Đất ở chỗ này nó hơi cứng các bạn ạ, cứng lắm nên là khó múc. Phải nhờ đến máy xúc to à. Thôi bây giờ là tiến lên nào. Quay xích như này mà vẫn bị xa lầy như này. Khó lên quá. Wow. Rồi rồi, lên được rồi các bạn ơi. Bây giờ tiến gần lên máy xúc to nhá. Đây các bạn đi theo mình nhá. Wow, hai máy xúc giống y xì nhau, cùng một màu vàng luôn các bạn ạ. Đấy, xe ben ở bên cạnh thì to, chà bá lửa. Wow, máy xúc này nếu mà xúc lên xe ben này không biết bao nhiêu gầu cho nó đầy nhé các bạn nhé. Đây, máy xúc to này. Wow, máy xúc to này đang đứng ở bên trên kìa các bạn kìa. Wow, chà bá lửa luôn các bạn ạ. Wow, bây giờ mình đến đây rồi nhưng mà mình cảm thấy nó quá nhỏ bé luôn. Mình quá nhỏ bé so với cái máy xúc nhỏ, máy xúc to. Wow, đấy các bạn nhìn này, đây máy xúc to nhá. Hyundai mình nè, Ulai. Wow, đứng ở trên này rất là cao các bạn ạ. Đây các bạn nhìn nhá, hai cái màu vàng giống y xì nhau luôn, không khác một tí nào luôn. Nào, bây giờ là máy xúc nhỏ của mình là sẽ đi nhá. Không biết là liệu có đi được không hay là lại xa lầy mà ngã, rất là nguy hiểm các bạn ạ, nguy hiểm lắm. Wow 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 wow, cẩn thận quật cẩn thận, phát này mà lại ngã thì khác được. Wow, đất thì lại bị lún, xa lầy rồi. Wow, các bạn ơi, cứu. Wow, thế là mình bị ngã rồi các bạn ơi. Đây, máy xúc to vẫn đang ở trên này, đứng hiên ngang luôn. Wow, bây giờ là mình sẽ xúc đất nhá.
Đất ở chỗ này hơi cứng một chút nên là hơi có xúc một chút các bạn ạ. Nhưng mà xem xúc có xúc được không nhá. Wow, khó lắm các bạn ơi, khó ơi là khó, khó. Chả bán lửa luôn. Thôi tiến lên một chút. À, xe ben đây rồi, xe ben đi nhá. Xe ben bây giờ là ra chở đất nhá. Wow, nếu mà một gầu máy xúc to này mà đổ vào xe ben này thì có mà xe ben này lấp luôn. Đấy. Đây, bây giờ là máy xúc nhỏ sẽ xúc lên xe ben nhỏ nhé các bạn nhá. Xem bao nhiêu gầu thì sẽ đầy nhé các bạn nhá. Wow, đổ lên đây. Sau đấy là chuyển đi chỗ khác. Một gầu này. Hai gầu này. Ba gầu này. Bốn gầu đầy luôn. Năm gầu. Wow, có cả hòn đá to nhưng mà hòn đá to đã bị trượt ra ngoài nhá. Sáu gầu các bạn ơi. Vẫn chưa đầy các bạn ạ. Bảy gầu. Wow, vẫn chưa đầy các bạn ạ. Tám gầu. Wow, tám gầu thì mới gọi là đầy nhá. Bây giờ thì xe ben sẽ đi đổ đất ở chỗ khác nha. Rin 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 rin. Đường quá nhấp nhô luôn. Đường này thì đá rất là nguy hiểm luôn. Máy xúc to kia không chỉ cần khởi động cái là sạt lở luôn. Wow, các bạn ơi nhìn này. Đây xe ben vượt mọi địa hình các bạn ạ. Địa hình nào cũng vượt được nhé các bạn nhá. Wow, bây giờ là sẽ đổ ben nhá. Bây giờ là sẽ cho lên gần gầu của máy xúc to nhá. Đây bây giờ đổ ben ở đây nhá. Đổ đất ở đây xong thì bây giờ là đổ xong rồi thì lại ra nhờ máy cậu nhỏ là múc đất lên nhá. Wow, đá rất là to các bạn ạ. Wow, đất cứng lắm, đất cứng lắm nên là máy cậu nhỏ lên là khó có thể đào được. Phải tăng hết công suất các bạn ơi, tăng hết công suất nha. Wow, múc được một ít được các bạn ơi. Nhấc cầu lên nha. Wow, đau. Bây giờ là nhả cầu ấy nha. Wow, cũng được các bạn ạ. Bây giờ quay ngược lại đây nhá. Để múc. Wow, các bạn nhìn này. Máy xúc nhỏ, máy xúc to. Máy xúc chà bá lửa luôn. To, wow. Như này nó chỉ cần xa lầy một cái là kín hết luôn cả ô tô ben cũng như là máy xúc nhỏ các bạn ạ. Nhưng không sao, máy xúc nhỏ không sợ. Bây giờ máy xúc nhỏ sẽ đào đất bên dưới nhá. Đây các bạn ơi, hơi cứng một chút thì xem là có đào được không. Chỗ này nó cũng mềm đấy. Cứng lắm các bạn ạ. Độc đá thôi, khó, khó múc lắm. Wow, cực kỳ khó luôn. Không biết là làm nào để múc được nữa. Chỉ múc được một ít thôi nhá, không múc được nhiều đâu các bạn ạ. Đây, múc được mỗi một tí này thôi. Gầu gầu vào. Bây giờ là chuyển lên trên này nhá. Và đổ đất nhá, đổ đất lên xe ben nhá. Đổ được đất rồi các bạn ơi. Anh như bị mắc rồi. Wow, đây có một bánh chocobay các bạn ạ. Chocobay này không biết là ngon ngon hay không nhá. Bây giờ thì máy xúc sẽ tiến gần và vứt lên xi men này nhá các bạn nhá. Đây bánh chocobay đây. Wow, bánh một cái bánh chocobay là đã kín, gần kín một cái thùng rồi. Đây, bây giờ là sẽ đổ cái bánh chocobay này xuống xe tải nhá. Wow, được rồi các bạn ơi. Wow, có một chiếc bánh chocobay. Máy xúc đã xúc được và đào được lên nhá. Bây giờ ở trên xe ben nhá. Đây các bạn ơi, bánh chocobay này mình sẽ lấy cái này ra, mình sẽ bóc xem là bên trong này nó có màu gì nhé các bạn nhá. Đây bây giờ mình sẽ bóc ra này. Wow, chocobay có màu đen các bạn ạ. Mình thử ăn một miếng xem mà nó có ngon hay không nhá.
Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ạ. Wow, ngon lắm các bạn ơi. Mình cắn một miếng ăn ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy, may quá đang đói lại có một miếng choco pie. Cảm ơn máy xúc rất nhiều nhá. Cảm ơn máy xúc nhỏ nhá. Máy xúc nhỏ đã cho mình một cái